2 3 Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm thử thách một clip, đó là buộc con chim vào chiếc máy bay giấy. Đây mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc máy bay giấy và buộc dây chỉ vào đầu đây rồi. Giờ mình sẽ buộc con chim vào chiếc máy bay này và đồng thời mình cũng phi theo để xem chiếc máy bay này có bay xa và cao không nhé. Đây, mình có chuẩn bị sẵn cho một con chim nhỏ này. Máy bay đây mình đã buộc sẵn đầu dây vào đây rồi. Giờ mình sẽ buộc con chim này vào chiếc máy bay này và đồng thời cũng phi theo nó, xem nó bay cao và xa không nhé. Xem nó có kéo được chiếc máy bay này đi bay xa đến tận đâu. Giờ mình bắt đầu chuẩn bị buộc con chim vào đầu máy bay này. Rồi, mình bắt đầu chuẩn bị buộc nhé. Giờ mình để chiếc máy bay ở đây đã. Sẽ lấy con chim này ra. Chiều này mình để trong một chiếc tất của tất rách. Mình cắt một cái đầu nhỏ mình đút đây. Giờ mình sẽ bắt ra. Bắt cẩn thận kéo không nó bay mất. Đây. Con chim này rất là đẹp phải không các bạn? Rất là đẹp nha. Giờ mình sẽ buộc đầu dây còn lại vào chân của máy bay, chân con chim này. Khả năng mình buộc một chân không phải buộc hai chân. Ok rồi. Đây các bạn. Nội dung của video của mình như này, giờ mình sẽ nói rõ cho các bạn xem là mình sẽ làm một cái thử thí nghiệm, thử thách, đó là buộc con chim vào đầu chiếc máy bay bằng một sợi dây nhỏ để xem con chim này nó có bay và nó có kéo được chiếc máy bay này đi theo cùng nó không nhá. Như mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc máy bay nhỏ này và một con chim và đã buộc với nhau bằng một sợi dây chỉ, các bạn thấy không? Đây nha. Thì mình đã đến một khu đất rất là trống và rộng. Thì mình sẽ thả ở đây thì để đề phòng lúc mà nó rơi xuống thì mình còn nhặt lại chiếc máy bay và bắt lại con chim lại về nhá. Đây là con chim vành khuyên. Rất là đẹp, màu xanh vàng. Thôi giờ không nói nhiều nữa. Mình sẽ thử thả cho nó bay luôn. 2 3 tạm biệt. Phải tí đằng kia rồi kìa. Mình thả lại lần 2 nhá. Mệt rồi. Lần 3 nhá. 1 2 3 Bay kìa. Mắc kìa. Bây giờ con chim bay lên mắc cành cây, bây giờ mình phải trèo lên để dỡ nó xuống. Vậy là đã bắt được em nó về nhá. Đây. Mình đã tháo được chiếc dây vào cái máy bay ra nhá. Bây giờ mình sẽ thả cho con chim này về mới tự nhiên nha các bạn ơi. Đây. Thả nhá. Giờ cũng là cuối clip rồi. Thôi mình sẽ thả cho con chim này về với tự do của mình. Được. Các bạn thấy clip của mình hay và hữu ích thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Giờ mình thả con chim đây.
Rồi, nó đi bắt rồi. Xin chào các bạn.